mình nha. Cả nước nhìn thấy mình. Rồi xin mời theo cờ, ô cờ đâu rồi? Bây giờ bị nằm ra lên tí. Rồi ta dừng tôi xem. Rồi chút xíu nữa thôi là mình tiến ra bờ sông nha. Mình chuẩn bị ra bờ sông nè, chuẩn bị lên được bờ du thuyền gỗ nè, chạy bằng điện đầu tiên trên thế giới. Đây nè, cuối tuần khu vực này người ta chơi nè, bóng đá, tất cả giải trí, bar, bia nằm ở đây hết luôn. Rồi toàn quốc phát sóng nè, cả nước nhìn thấy mình nè. Wow, bắt cờ khí thế quá, manh động manh động. Rồi người đẹp của em đâu? Người đẹp, người đẹp. Rồi mình tiến ra bờ sông nha, mình tiến ra bờ sông. Giờ mình thấy cuối tuần rất rất nhiều người, người ta xếp hàng. Hoàn toàn một khu vực này người ta xếp hàng để đi du thuyền. Rồi, cho mình thấy được chiếc du thuyền bằng điện